các bạn nào nghĩ rằng không có lợi và không thích thì các bạn cũng có thể đi làm những công việc khác của mình. Bởi vì bên Việt Nam bây giờ là cũng là 12 giờ trưa. Vài lời của tác giả. Quyển sách này viết dựa trên sự việc thật. Cách giải thích sự kiện là của riêng tôi, tức là ông tác giả Alan Dawson. Tôi đã tự tiện trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cách dùng tên. Nhiều người Nam Việt Nam trong phe chiến bại yêu cầu tôi đừng dùng tên thật của họ trong các bản tin sau ngày giải phóng. Điều ấy tôi không làm ở đây. Các viên chức và chiến sĩ cộng sản và viên chức cao cấp Sài Gòn đều được ghi tên bằng tên thật của họ. Trường hợp tự tiện thứ hai là trong một số hoàn cảnh cần phải cô lại các sự kiện đã diễn ra ở một nơi nào đó và phải cho chúng diễn ra với một nhân vật. Binh nhì Đức của Thủy quân lục chiến là một trường hợp điển hình. Mọi sự kiện, thời gian đều đúng, nhưng đôi khi nó không diễn ra với Đức. Sẽ có những người trong chính quyền mới ở Nam Việt Nam tức giận về những từ ngữ dùng trong sách. Tôi đã sử dụng cách nói thông thường của báo chí. Tôi biết từ Việt Cộng, Cộng sản làm họ khó chịu, nhưng đấy là cách mà thế giới hiểu về họ. Alan Dawson. Hỏa tốc, chính phủ Sài Gòn đầu hàng. Trong nghề đưa tin, một bức điện hỏa tốc là lời thỉnh cầu hành động. Nó cắt ngang bất kỳ một cái bản tin nào đang chuyển trên máy teletip. Chuông của máy reo 10 lần, một dấu hiệu làm thoát bụng phòng nhận tin ở bất cứ nước nào trên thế giới. Điện hỏa tốc không phải là một bản tin, nó là một cái đầu đề. Chỉ có vài chữ báo hiệu cho một sự kiện trọng đại. Một cuộc ám sát một ông Tổng thống Mỹ được xếp loại là tin hỏa tốc. Và kết thúc chiến tranh Việt Nam cũng như vậy. Khi Dương Văn Minh đang nói, phóng viên UPI, tức là tiếng Mỹ gọi là UPI, đánh máy ngay một điện hỏa tốc và trao nó cho một nhân viên điều khiển máy teletip. 40 giây sau, chuông của 7.500 máy teletip vòng quanh thế giới reo lên 10 lần và đám đông đã tụ tập trước mỗi máy và đây là cái mà họ đọc được. ZCZC VHAO 25 NXNXI hỏa tốc Sài Gòn, chính phủ Sài Gòn đầu hàng. NTL 10 giờ 21 phút sáng. Một điện hỏa tốc luôn luôn được lặp lại để tránh trường hợp bị nhầm lẫn hoặc giả mạo. Sau đó 60 giây là một bản tin như sau. ZCZNNN bản tin Hòa Bình 30 tháng 4 của Alan Dawson. Sài Gòn 30 tháng 4. Mở ngoặc đơn ra UPI, tức là thông tấn xã UPI. Tổng thống Dương Văn Minh hôm nay ra thông báo Nam Việt Nam đầu hàng và ra lệnh binh sĩ thuộc chính quyền ngừng chiến đấu. NTL 10 giờ 22 phút sáng. Nỗi kinh hoàng bị kiềm chế trong bản tin giật gân nhất của thập kỷ, lẽ dĩ nhiên hầu hết phản ứng ở Sài Gòn khác nhau khi dân chúng chuẩn bị sẵn sàng để đón sự kết thúc. Trong vòng 30 phút, tiếng súng lẻ tẻ trên đường phố biến mất. Phần lớn tiếng súng ở khu phố trung tâm là bắn chỉ thiên của kẻ cướp uy hiếp nạn nhân hoặc là của những người đuổi theo bọn cướp giật. Bản thân bọn cướp cũng phải vét mẻ cuối cùng và đi thẳng về nhà. Các cửa thường và cửa sắt đều được khóa lại. Ngay cả những chủ tiệm và chủ nhà hàng người Pháp ở Sài Gòn cũng đem bàn ghế vào trong nhà, im lặng bao trùm thành phố. Tại Cần Thơ, tướng Ba Sao Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4 và đồng bằng sông Cửu Long cuối cùng phải nhận ra mất hết cả rồi.
khi ông ta nghe bản tin phát thanh của mình. Chiến trường vùng châu thổ ít sôi động trong suốt cuộc chiến công. Bắc Việt Nam chọn lối đánh chớp nhoáng từ Tây sang Đông và tiến từ Bắc xuống Nam tới tận Sài Gòn. Trong vòng 30 phút sau bài diễn văn của mình và lệnh đầu hàng, Nam đã đưa khẩu súng ngắn Côn 45 vào miệng rồi bóp cò và chết ngay tức khắc. Người lính dù biệt động quân chiến bại cay đắng từ phía Bắc và phía Tây đi vào thành phố. Họ nổi giận dù không tỏ vẻ kinh hoàng, sẵn sàng cướp giật và trong nhiều trường hợp sẵn sàng giết người nước ngoài luôn. Thái độ của họ bắt đầu thay đổi, phần lớn muốn vứt bỏ tất cả các dấu vết có dính líu đến quân đội. Trên một phố chính của Sài Gòn, đường Tự Do, nơi mà nhiều năm qua người lính Mỹ đã chật ních trong các quán rượu và tiệm ăn, binh sĩ đã cởi quân phục và lập tức trở thành thường dân. Nửa tá lính nhảy dù cởi bộ đồ rằn ri của họ, ném súng và đạn xuống đất rồi chạy trốn đến nơi nào chẳng ai biết được. Quần áo dân sự bấy nay cất kín trong ba lô, lúc này là thời điểm dùng đến, cho nên khi đến nơi, quân đội Bắc Việt nhận ra thấy rất ít binh sĩ mặc quân phục ra đầu hàng. Và đây là một cái hình chắc quý vị đã nhìn thấy. Cái hình này là trong trên Internet là hình binh sĩ miền Nam cởi quần áo và giày vứt ở trên đường phố. Như thường lệ, cảnh sát vẫn đi trước binh sĩ trong việc bỏ nhiệm sở, tức là những người cảnh sát quốc gia đó, họ đầu hàng đầu tiên. Tại một số bót cảnh sát đã có cờ trắng, sĩ quan cảnh sát hút xăng ra khỏi các xe Jeep, đổ vào xe gắn máy của họ, rồi về nhà. Cảnh sát luôn luôn có quần áo dân sự để thay đổi. Trong im lặng, Sài Gòn chờ đợi những người cầm quyền mới, trừ một bộ phận dân chúng và Việt Cộng nằm vùng đang sung sướng, tưởng có thể phát điên. Thấy cảnh sát quốc gia đã trước khi mà đi về nhà cũng còn ăn cắp xăng để cho quân chiến thắng không có xăng chạy. Tại Dinh Độc Lập, trong lúc chờ đợi đầu hàng, Minh Lớn có vẻ ủ rũ, trầm ngâm và hai má hóp lại. Minh Lớn đây tức là ông Dương Văn Minh. Người thân tín của Minh cũng thế. Những chiếc xe tăng Bắc Việt Nam xuất hiện và phá toang cổng dinh. Mấy người lính cộng sản tìm thấy cầu thang lên bao lơn sân thượng, lột bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đóng vào màu kép và kéo lên thay bằng lá cờ xanh đỏ sao vàng của Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Họ kéo vào văn phòng mà ngày trước Thiệu đã sử dụng. Họ ngồi xuống ghế. Một trong số đó đã đặt hai chân lên bàn làm việc của Tổng thống cũ, dấu hiệu tột cùng của sự khinh bỉ, và để một nhà nhiếp ảnh chụp hình. Đây là hình ảnh của những chiếc xe tăng, chắc quý vị cũng đã nhìn thấy trên các Internet. Tướng Hạnh cũng bàn giao Bộ Tổng tham mưu và dẫn lấy người đại úy Việt Cộng đến giải phóng tòa nhà. Khoảng 3 tá lính bảo vệ còn ở lại dinh được lệnh xếp hàng bên trong đội hình của xe tăng Bắc Việt Nam. Họ đã được chỉ dẫn đưa vũ khí lên không trung, kéo khóa an toàn và bóp còi một cách tượng trưng. Đó là những phát súng cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Chương 1. Mở màn. Trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Nam Việt Nam đã được đặt ngay tại bờ sông Sài Gòn cùng một phía với Bộ Tư lệnh Hải quân. Từ các cửa sổ của nó, người ta đã có thể nhìn thấy một quảng trường lớn với một pho tượng đồ sộ, tượng Trần Hưng Đạo, thánh tổ của Hải quân Việt Nam. Trong 5 năm, trung sĩ lục quân Lê Tăng đã làm việc tại một số phòng thuộc loại bí mật nhất của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Những phòng này đã được canh giữ nghiêm mật bởi những lính quân cảnh hoàn toàn tin cậy. Một trong những công việc của trung sĩ Tăng là chọn lọc báo cáo của các nhân viên tình báo chiến trường và các đội quân ra chiến. Anh ta cùng với một số chuyên viên tình báo khác
chọn lọc báo cáo, cố gắng phân biệt tin thật với tin giả, nhận ra những cuộc chuyển quân của Việt Cộng và Bắc Việt Nam qua lại trong 44 tỉnh của miền Nam Việt Nam có giá trị hơn hết bất cứ loại tin tình báo nào khác mà các viên chức Sài Gòn nắm trong tay. Những tin tức chuyển quân chính là dấu hiệu để đoán xem Cộng sản sẽ tấn công ở nơi nào và đôi khi đoán được cả lúc nào nữa. Phạm vi chuyên môn của Trung sĩ Tăng là vùng Sài Gòn. Nhưng đến cuối tháng Giêng năm 1975, anh ta nắm luôn công việc đánh dấu sơ đồ sự chuyển quân của Bắc Việt Nam ở vùng Tây Nguyên, cách Sài Gòn hơn 200 dặm. Tăng và các nhà phân tích báo cáo từ nhiều nguồn tin khác nhau trên nguyên tắc và ngay cả cấp trên của họ cũng không được biết xuất xứ, giống như tình báo CIA của Mỹ. Tình báo Việt Nam cũng chỉ phân phối tin tức một cách rất hạn chế. Tăng có được báo cáo và không cần biết nguồn tin, nhưng trải qua nhiều năm, anh ta đoán được xuất xứ của báo cáo bằng cách đọc được lối nhận ra một số mật danh, mật hiệu và cách hành văn đoán xem báo cáo của nhân viên tình báo hay là của những người chỉ huy các toán quân. Một việc không bình thường đã xảy ra trong bộ phận của Tăng là vào đầu tháng 2 năm 1975, là trên bàn làm việc của anh ta bắt đầu xuất hiện những báo cáo tình báo không đi qua cái hệ thống chuyển tin như thường lệ, mà lần lượt nội dung những báo cáo này đã được dùng để thiết lập bản đồ tác chiến trong phủ tình báo, rồi sau đó ở Bộ Tổng tham mưu, Dinh Tổng thống và các cơ sở chỉ huy quân đoàn, Đại sứ quán Mỹ và Sở chỉ huy quân đội Hoa Kỳ. Người ta nói rằng ở cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng nữa. Những bản đồ ấy mà chúng ta có thể gọi là bản đồ của Tăng, bởi vì chúng hoàn toàn là sản phẩm của Tăng, cho thấy Cộng sản tập trung số quân khổng lồ xung quanh Pleiku và Kon Tum, hai thành phố cách nhau 20 dặm và cách Sài Gòn 250 dặm về phía Bắc trên vùng Tây Nguyên. Không ai đặt vấn đề với những bản đồ của Tăng. Anh ta là một chuyên viên và là nhà phân tích có uy tín cao. Xét cho cùng, Tăng chỉ lập bản đồ theo các tài liệu trên bàn làm việc của mình và theo những hồ sơ mật vốn xuất xứ từ những báo cáo ở chiến trường. Trong cách cư xử, Trung sĩ Tăng chẳng qua chỉ là một binh sĩ Sài Gòn như mọi người khác, chống Cộng một cách ôn hòa, một người không đặc biệt mà nổi bật trừ công việc anh ta đang làm và năng lực trí tuệ trên mức trung bình. Do sự thông minh ấy, Tăng được trọng dụng, không có hoạt động quân sự nào lớn xung quanh Kon Tum và Pleiku vào đầu năm 1975. Nó tập trung xa hẳn về phía nam, xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột. Những báo cáo của Trung sĩ Tăng và các bản đồ từ đó vẽ ra đều là tài liệu giả. Ngày 28 tháng 4, Trung sĩ Tăng không đến làm việc tại phủ đặc ủy. Cấp trên của anh ta cũng đang lo sợ trong giờ phút Sài Gòn hấp hối, không chú ý đến sự vắng mặt này. Thực tế, phần lớn trong bọn họ cũng không ngồi tại bàn làm việc ngày hôm ấy, mà họ đã ở Guam hay là ở Philippines. Tăng đã xuất hiện trở lại trong buổi sáng ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng. Suốt 72 giờ sau đó, anh ta đã hướng dẫn các đơn vị quân đội Bắc Việt Nam, chỉ cho họ thấy các cơ sở chủ chốt, các khu cư xá cần được lục soát, cần được canh giữ. Và ngày 3 tháng 5, Đại úy Lê Tăng của lực lượng vũ trang giải phóng nhân dân thuộc Cộng hòa miền Nam Việt Nam lên nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn tình báo quân cảnh mà anh ta đã bí mật làm việc với họ trong hơn 3 năm qua. Vâng, thưa quý vị, từ một trung sĩ quân cảnh để thẩm định các bản tin tình báo, Lê Tăng đã trở thành một đại úy của quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, quân đội Sài Gòn tan rã ra từng mảnh. Có nhiều người nói rằng nó chưa bao giờ được kết thành một khối vững chắc cả. Người Mỹ cũng tranh cãi với nhau xem ai là kẻ chịu trách nhiệm về sự tồi tệ của quân đội ấy. Cốt lõi của quân đội Sài Gòn vào năm 1954 là lực lượng Việt Nam thân Pháp đã được gom lại tại Nam Việt Nam khi lực lượng của ông Hồ Chí Minh tiếp quản Hà Nội. Lúc ấy có những người Mỹ nổi bật là đại tá Lansdale, một bóng ma trọn vẹn, vẫn nghĩ rằng quân đội Sài Gòn nên phân nhỏ và cơ động.
Họ lập luận rằng quân đội này nên được huấn luyện kỹ về chiến thuật chống du kích, chống nổi dậy, bởi vì đối thủ của họ ít ra cho đến thập kỷ 60 vẫn gồm phần lớn là du kích Việt Minh và cán bộ chính trị nằm lại ở Nam Việt Nam. Đây là hình của ông tình báo Edward Lansdale. Ông này được mệnh danh là một người Mỹ trầm lặng. Trong này có cái bí số và bí danh của ông ấy, vậy là cũng như là cái tên. Ông là trung tướng của quân đội Mỹ. Nhưng vì những lý do sai lầm, quân đội Sài Gòn buộc phải trở thành một quân đội lớn, thiếu cơ động và huấn luyện tồi. Nó được trang bị loại vũ khí đúng là tốt nhất ở Đông Nam Á, đặc biệt là từ ngày Mỹ bắt đầu rút quân, ngày 10 tháng 7 năm 1969. Nhưng các sĩ quan của nó thường không thể sử dụng những vũ khí này, còn các binh sĩ thì không đủ sức bảo quản chúng. Khi Mỹ nắm lấy các nỗ lực chiến tranh tại Việt Nam và bắt đầu cố vấn đóng vào một hoặc kép trực tiếp cho quân đội Sài Gòn, thì những người chủ trương một quân đội nhỏ được huấn luyện cao về kỹ thuật chống du kích đã đi vào quên lãng và phần lớn không được đả động đến. Với họ, cách cần thiết là một đội quân lớn đã được trang bị đầy đủ đối phó với sự xâm lược ào ạt qua khu phi quân sự như từng diễn ra ở Triều Tiên năm 1950. Thế là quân đội Sài Gòn ngày càng trở nên to lớn hơn. Đến năm 1975, trên giấy tờ, quân đội đã tới hơn 1 triệu người. Nó tỏ ra hoàn toàn không có khả năng đối phó với quân du kích của thời kỳ 12 và 15 năm trước. Không ai chịu nhìn nhận một sự thật nữa là nó còn bất lực trong việc đối phó với những cuộc tấn công bằng quân chủ lực của quân đội miền Bắc. Chính những sĩ quan Mỹ cho rằng chỉ có không lực Hoa Kỳ mới cứu nổi miền Nam Việt Nam khỏi bị thất bại năm 1972, lại thường nói rằng quân đội Sài Gòn đã chuyển mình một cách mầu nhiệm và bí hiểm thành một lực lượng chiến đấu có hiệu quả. Điều rõ ràng là quân đội Sài Gòn trở thành một bộ phận chính trong cái hệ thống cấp bậc của chính quyền miền Nam Việt Nam. Trừ Diệm không phải là tướng, và khi Thiệu lên nắm chính quyền thì đã là tướng ba sao. Bề ngoài Thiệu bỏ cái cấp bậc của mình, nhưng cơ cấu quyền lực và hậu thuẫn cho Thiệu đều bắt nguồn trực tiếp từ quân đội. Điều mà ít người Mỹ mà miền Nam Việt Nam phát hiện được vào khoảng tháng 3 năm 1975 là tinh thần quân đội Sài Gòn đang tan rã. Quân đội này trang bị một vũ khí tốt hơn bất cứ nước châu Á nào khác. Có nhiều máy bay chiến đấu hơn bất kỳ một chính quyền chư hầu nào khác trên thế giới của Mỹ. Có nhiều đạn dược, xăng dầu, quân cụ, xe cộ và lương thực hơn hầu hết tất cả các quân đội trên thế giới. Nó chỉ thiếu mỗi một điều mà thôi. Một người Mỹ nói với binh sĩ Sài Gòn rằng: chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần, trừ sự dũng cảm. Chỉ tại anh không có cái thứ ấy. Không có cái thứ ấy vì binh lính thiếu ý muốn chiến đấu. Thưa quý vị hiểu câu này chứ? Ý ông nói rằng quân đội miền Nam Việt Nam có đầy đủ tất cả vũ khí, đòi điều, tất cả mọi thứ. Nhưng có một thứ là không có, đó là trừ sự dũng cảm. Trong cái tấm bức hình này, quý vị chắc cũng đã thấy ở trên Internet. Được minh họa giây phút vui mừng của những người lính chế độ cũ được giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Việc người lính biết họ chiến đấu chống lại cái gì rất quan trọng. Người lính miền Nam Việt Nam đều nói là họ chống cộng. Nhưng điều ấy lại không phải là cái niềm tin. Từ trong tiềm thức, họ đã tự hỏi mình chiến đấu cho cái gì đây? Câu trả lời là cho sự tiếp tục tồn tại của một chế độ hiện tại, một chế độ ngày càng tham nhũng, ngày càng có sự cách biệt giữa kẻ giàu và người nghèo và nạn lạm phát.
Một số ít muốn chiến đấu để sống khá hơn. Những người, những kẻ sống khá giả thì lại hướng cuộc sống không chiến đấu. Con trai, con gái và con rể của ông Thiệu đều ra nước ngoài du học. Nếu có viên tướng Nam Việt Nam nào lại có con trong quân đội thì điều đó không được biết công khai. Ngược lại, người lính cộng sản biết họ đang chiến đấu cho cái gì? Để giải phóng cho đồng bào đang bị áp bức ở miền Nam và để xây dựng sự nghiệp cách mạng. Hỏi một chiến sĩ Bắc Việt Nam sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt, anh có mừng khi chiến tranh chấm dứt để giờ đây anh có thể được trở về nhà được không? Câu trả lời: tôi rất mừng khi chiến tranh chấm dứt. Anh ta trả lời: nhưng đây mới chỉ là một giai đoạn cách mạng, chúng tôi còn nhiều công việc trước khi có thể trở về nhà. Người lính Bắc Việt Nam được uốn nắn bằng những cái mục tiêu quẹn vào nhau chặt chẽ. Mở ngoặc kép ra, giải phóng miền Nam, đuổi Mỹ ra khỏi đất nước, xây dựng Việt Nam thành một nước cộng sản thống nhất. Tháng Giêng năm 1975, một bước phát triển không được làm dùm beng ở nước ngoài, nhưng lại được truyền miệng trong khắp hàng ngũ cấp dưới của quân đội Sài Gòn lúc bấy giờ. Nó chính lại là một trong những cái đinh cuối cùng đóng lên chiếc quan tài của quân đội Sài Gòn. Việc đó đã xảy ra ở thị trấn Phước Bình, thành phố chính của tỉnh Phước Long, nơi được Cộng sản chọn làm chỗ thử cho cuộc tiến công năm 1975 của họ. Phước Bình rơi vào tay Cộng sản thành một cái chìa khóa mở ra sự sụp đổ cuối cùng của Nam Việt Nam không đầy 4 tháng sau đó. Phước Bình không có lính chính quy đóng giữ. Khi bị tấn công, các tướng của quân đội Sài Gòn chờ đợi cùng với Thiệu. Con người luôn đòi cho sự được tiếng nói sau cùng trong bất cứ cuộc tranh quân sự quan trọng nào. Chúng tôi xin đọc lại cái đoạn này. Con người luôn đòi được tiếng nói sau cùng trong bất kỳ cuộc giao tranh quân sự quan trọng nào. Người ta chẳng làm gì cả. Đấy là một sự thật khó tin, nhưng đã làm suy sụp toàn bộ tinh thần của quân đội Sài Gòn. Phản ứng của Mỹ là đáng kinh ngạc. Trên thực tế, người Mỹ chẳng làm gì khi mất Phước Bình. Chính quyền Mỹ đã bị buộc phải nói công khai rằng người Mỹ sẽ không bao giờ trở lại cuộc chiến ở Nam Việt Nam, dù trên đất liền, trên biển, trên không hay là trong bất cứ tình huống nào. Khi Hoa Kỳ chỉ chấp nhận chiến đấu ở Việt Nam năm 1975 bằng lời nói chứ không phải bằng súng đạn thì niềm vui tràn ngập ở Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Thiệu theo dõi diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột từ văn phòng mình trong Dinh Độc Lập, một tòa nhà hình hộp nằm trên một nền đất rộng lớn cách tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn hai khu phố. Dinh do Ngô Đình Diệm xây vào những năm 1960 bằng tiền của Mỹ, nhưng Diệm không sống nổi cho đến khi lúc dinh được hoàn thành. Nằm gần trên cùng ở đống hồ sơ lưu của Thiệu là một kế hoạch được các nhà vạch kế hoạch trong Bộ Tổng tham mưu trình lên vào tháng Giêng để đối phó với những bất ngờ. Về thực chất, nó kêu gọi rút quân trên phần lớn đất nước để một đội quân trên 1 triệu người của Sài Gòn có thể bảo vệ những khu vực đông dân. Kế hoạch kêu gọi một cuộc rút lui toàn bộ ra khỏi hầu hết Tây Nguyên, một khu vực từ Bắc Buôn Ma Thuột trùm lên phía Tây của miền Nam Việt Nam. Các đại tá vạch kế hoạch và các tướng lĩnh phê chuẩn nó, nói rằng trong cái địa thế hiểm trở, không thể nào phòng thủ được trước bất cứ một cuộc tập trung quy mô lớn nào của quân Cộng sản. Cuộc tập trung ấy rõ ràng đang được tiến hành vào đầu năm 1975. Theo các nhà vạch kế hoạch, phải rút ra khỏi những vùng thưa dân. Nếu cuộc rút lui được tổ chức tốt, được giữ bí mật, để trong vòng vài ngày có thể di chuyển cả quân đội lẫn dân chúng cư ngụ trong thành phố, thì có thể chuyển sang ngăn chặn được bước tiến của Cộng sản vào các vùng đồng bằng, duyên hải quan trọng hơn. Khi kế hoạch trình lên hồi tháng Giêng, Thiệu đã xem xét một cách nghiêm chỉnh, xếp nó vào hồ sơ, vì lập trường không lay chuyển của Thiệu
là không bỏ một tấc đất đã chiếm giữ. Nhưng kế hoạch lại có lý, đến nỗi Thiệu không thể bỏ thẳng thừng được, nên đã giữ nó trong tay theo đúng cái tính chất của nó. Một kế hoạch để đối phó những sự bất ngờ. Vấn đề là khi sự bất ngờ đã xảy ra thì Thiệu chẳng còn đủ sức để thực hiện kế hoạch như đã vạch ra nữa. Thiệu có thể quan sát biến cố Buôn Ma Thuột nhờ một cái hệ thống thông tin liên lạc tương đối tinh vi được lắp đặt trong Dinh Độc Lập. Đó là Đại tá Edward Lansdale, một con người của Bộ Quốc phòng CIA, một ngoại giao Mỹ, đã cho lắp đặt hệ thống này từ năm 1955. Nó đi song song nhưng không lệ thuộc vào hệ thống truyền tin của quân sự Nam Việt Nam. Trải qua nhiều năm, hệ thống thông tin liên lạc được hoàn chỉnh, cải tiến càng ngày càng hiện đại. Cho đến khi mất Buôn Ma Thuột, Thiệu vẫn có thể nói chuyện thẳng với các sĩ quan chiến trường. Trong khi các quân sư của Tổng thống thông tin rằng Cộng sản đang bị đẩy lui bởi những cuộc phản công, thì Thiệu lại biết những điều khác hẳn. Trong hoàn cảnh khó khăn, Thiệu quan sát bản đồ tình huống trong văn phòng của mình và không thích gì những điều đang diễn ra trước mặt. Thậm chí Thiệu cũng chẳng biết rằng các bản đồ đang lừa dối mình, vì lực lượng tình báo Sài Gòn đã không biết và hiểu biết sai lạc do trung sĩ Tăng và những Việt Cộng xâm nhập khác đánh lừa. Cái mà Thiệu không biết, và do đó cái mức cờ và do đó nước cờ sắp tới của Tổng thống trở thành quyết định trọng yếu và độc nhất, dẫn tới việc mất toàn bộ miền Nam Việt Nam là bộ đội Cộng sản không thực sự ở tại nơi mà bản đồ nó chỉ ra nó. Những người lính Bắc Việt Nam mà người ta tưởng rằng đang ở xung quanh Pleiku, trên thực tế lại đang chiến đấu hay chờ lệnh tấn công ở Nam Buôn Ma Thuột. Một lý do chính về sự đổ vỡ trong hệ thống tình báo là quân đội Sài Gòn chẳng còn chú ý gì đến cái công tác thu lượm tin tức tình báo. Dù thế nào thì họ vẫn chưa bao giờ làm đủ các cuộc do thám tầm xa. Khi các toán trinh sát của Mỹ ra đi trong những năm 1969-1970, quân đội Sài Gòn không đủ sức lấp lỗ chống sinh tử này. Vào khoảng thời gian mà các lá cờ xanh đỏ sao vàng được kéo lên trong các vùng Việt Cộng vừa chiếm được ở Buôn Ma Thuột ngày 12 tháng 3, thì Thiệu đang quyết định nước cờ đinh mệnh. Theo như người ta được biết, Thiệu không bao giờ thảo luận với ai và cũng không trao đổi ý kiến với cả người Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin lúc ấy đã không ở tại Sài Gòn. Ông ta đang kéo dài kỳ nghỉ vốn đã quá dài nằm tại nhà tại bang Bắc Carolina. Trong lúc Thiệu muốn nói chuyện với ông ta, vì Thiệu không tin người Mỹ nào khác ngoài Martin lúc đó. Thành ra khi Thiệu cần một cái vai của Mỹ để dựa, thì đại diện của Washington lại không có ở bên cạnh. William Lehman ngồi làm việc khuya tại văn phòng mình ở Sài Gòn, tạm thay thế cho đại sứ Martin đang vắng mặt quá lâu trong kỳ nghỉ phép, đang gặp rắc rối về một vụ việc viên chức Mỹ là Struharik đang bị mắc kẹt ở Buôn Ma Thuột. Một viên chức Mỹ bị bắt sẽ gây rắc rối thế nào cho Hoa Kỳ? Đáng lẽ Mỹ phải nằm ngoài cuộc chiến tranh Việt Nam, và các bức điện ngắn đầy hốt hoảng từ Bộ Ngoại giao và từ Nhà Trắng thông báo cho Lehman rằng không được từ một nỗ lực nào trong việc giải cứu Struharik ra khỏi Buôn Ma Thuột là một vấn đề khó xử mà Lehman vẫn phải vật lộn với nó. Lehman ước ao Martin có mặt ở Sài Gòn để chính ông ta tự quyết định lấy. Lehman biết nếu Struharik bị bỏ lại, rõ ràng Martin sẽ nổi cáu với ông ta. Lehman không biết khi nào Martin mới có thể trở lại được ở Sài Gòn
vì Martin đã cắt liên lạc với sứ quán như ông ta vẫn làm trong mùa hè vừa qua khi vắng mặt lâu dài khỏi nhiệm sở ở Sài Gòn. Thậm chí không ai biết Martin đã đi đâu trong thời gian tạm rời Sài Gòn, trừ việc ông ta đến viếng thăm cái nông trại của mình ở Italia và về thăm nhà ở Bắc Carolina. Le Mans không hy vọng cứu True Harris ra khỏi Buôn Ma Thuột bằng phương tiện phụ thuộc vào người Nam Việt Nam. Không hy vọng Sài Gòn sẽ biệt phái dù chỉ một người lính rời trận đánh để giúp việc đưa một người Mỹ ra khỏi thị xã. Hy vọng giải pháp duy nhất do các nhân viên sứ quán đề nghị là cho một trực thăng của hãng Air America, hàng không của CIA do sứ quán Mỹ thuê, đến hạ cánh ở Buôn Ma Thuột để chộp lấy True Harris. Một chiếc trực thăng đã làm thử, làm đúng như thế vào buổi chiều hôm ấy. Nhưng hỏa lực tên lửa đất đối không tì vào vai để bắn đã có mặt ở đây khiến cho chiếc trực thăng UH-1 đã phải quay về sở chỉ huy Nha Trang. Thế là Le Mans bị bó tay. Vì mục đích tuyên truyền, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh ở Sài Gòn, Trung tá Lê Trung Hiền, đã nói với các nhà báo vào ngày 11 tháng 3, cuộc tấn công Buôn Ma Thuột là một phần của cuộc tấn công trên toàn quốc. Nhưng hành động và phản ứng của Sài Gòn cho thấy Hiền chỉ hô khẩu hiệu mà thôi. Rất nhiều tấm hình trong cái cuốn sách này, thưa quý vị, liên quan đến cuộc di tản ở miền Trung. Thật ra, có một số rất ít người thực sự nghĩ rằng Cộng sản có cơ hội chiến thắng bằng quân sự. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng cái thiểu số đó bị cười nhạo báng nhiều đến nỗi họ rất ít khi dám nói dài dòng để bảo vệ cái lập luận của mình. Trong khi đóng tại Sài Gòn, Trung sĩ Tăng và những người làm của ông ta làm việc với họ ở trong những bản đồ giả, tin tức tình báo giả và dữ kiện sai lạc, việc đánh lừa đã thành công, trong khi lực lượng chiến đấu của Bắc Việt di chuyển đến Buôn Ma Thuột một cách bí mật, thì bộ chỉ huy ở Sài Gòn lại điều lực lượng của họ ra khỏi Buôn Ma Thuột để chống lại sự uy hiếp tưởng tượng ở Pleiku. Trên lịch sử chúng ta đã nói nhiều lần rồi, ông Phạm Văn Phú đã bị đánh lừa trong cái mặt trận ở Buôn Ma Thuột. Ông ấy đã kéo quân về đóng ở Pleiku. Một câu hỏi xác đáng là tại sao người Mỹ lại không di tản trước khi ra khỏi Buôn Ma Thuột? Hình như có một niềm tin quá đáng của người Mỹ với quân đội Sài Gòn, cho rằng quân đội này hoàn toàn đủ sức bảo vệ bất kỳ thị xã nào như Buôn Ma Thuột. Ở 30 tháng 4 tôi đã ở bên Subic B rồi. Nguyễn Văn Mười không phải là một người lính may mắn. Anh ta đã bị bắt lính vào quân đội Sài Gòn lúc đang ở nhà tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 19 tuổi. Cách đó hơn 4 năm về trước, tên của Mười là con số 10 trong tiếng Việt. Và ngoài việc không thích quân đội, Mười còn ghét cách chơi chữ thường xuyên của các bạn đồng ngũ đối với cái tên của anh ta. Tục danh của anh ta là Number 10, tiếng lóng của quân đội Mỹ để chỉ cái tồi tệ nhất. Mười không thích thú gì với cách khôi hài dai dẳng ấy, chẳng khác nào một người điều khiển cái thang máy chán ngấy cái cảnh phải nghe người ta than phiền về những lúc lên, lúc xuống trong cuộc sống. Mười đã đào ngũ một lần, bị quân cảnh bắt lại và bị đổi lên sư đoàn 23 ở Buôn Ma Thuột như là một hình phạt. Sư đoàn 23 là nơi an trí cho nhiều lính quân địch Nam Việt Nam bất mãn, và vì thế nó là một trong những đơn vị yếu nhất trong số 13 sư đoàn chiến đấu của Sài Gòn. Sáng ngày hôm ấy, người nhận ra mình đang nằm trong một cái hố cá nhân ở tường ngoài của văn phòng ngôi nhà tỉnh trưởng. Con người thế lực nhất tại Buôn Ma Thuột, anh ta nghe thấy một cuộc giao tranh tiến gần trong 31 giờ qua khi anh ta quan sát từ hố cá nhân của mình. Cũng như khoảng cách một tá lính khác ở bên trong và
chung quanh ngôi nhà của ông tỉnh trưởng. Người không biết rằng viên tỉnh trưởng đã trốn chạy mất rồi. Ông ta đã tìm nơi trú chân tại sở chỉ huy của sư đoàn 23. Thực ra cũng chẳng sao. Chỉ có điều là người không biết rằng mình đang bảo vệ một cái ngôi nhà trống. Một chiếc xe tăng Bắc Việt do Liên Xô chế tạo nghiền xích trên đường phố tiến đến ngôi nhà viên tỉnh trưởng. Tháp pháo đậy lại và trông có vẻ dữ tợn. Mười lặng người đi, chiếc xe tăng bắt đầu tiến vào nhà tỉnh trưởng. Khẩu đại bác 100 ly ở phía trước mặt nó, từ vị trí bắn đã bắt đầu hạ xuống. Mười thình lình nhận ra nó sắp sửa phá vỡ cái văn phòng tỉnh trưởng bằng lối bắn thẳng. Trong tay Mười chỉ có súng M16. Anh ta nằm úp sấm, úp sấp và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng xe trườn trên lưng anh ta để xông vào nhà viên tỉnh trưởng. Hình như chiếc xe tăng không định nghiền nát Mười dưới hàng xích của nó. Đến khi Mười mở mắt ra thì đã thấy lá cờ xanh đỏ sao vàng của Việt Cộng bay trên sở chỉ huy của tiểu khu. Cộng sản đã có thể tuyên bố chiến thắng ở Buôn Ma Thuột. Phước Long là một đòn thử. Buôn Ma Thuột là một kế hoạch. Kế hoạch đã xong, được bước đầu. Không có gì ngăn cản Cộng sản đi các bước kế tiếp. Và nếu mà chúng tôi đọc tới cái chương thứ hai nữa thì chắc là cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, thì chắc là chúng ta đọc luôn cái chương thứ hai để chuẩn bị qua cái chương thứ ba là cuộc rút chạy bắt đầu. Trong cái cuộc chương thứ ba này là viết về cái cuộc chạy, bỏ chạy. Thì chương thứ hai là lỗi lầm chí tử. Lý do chúng tôi đọc là tại vì nó có liên quan, nó vẫn có liên quan tới cái chương thứ nhất. Không có dấu hiệu nào cho thấy Martin lại muốn hoặc có thể khuyên giải Thiệu đừng đi nước cờ tai họa ngày 12 tháng 3. Ngày Thiệu đi nước cờ ấy, người Mỹ đã khen ngợi đây là một giải pháp duy nhất có thể được. Nó chứng tỏ người Mỹ quá thiếu hiểu biết đối với người lính Sài Gòn mà họ đang làm cố vấn. Cái một lý do khác biện hộ cho quyết định của Thiệu đã được đưa ra bởi tay phụ tá quân sự cao cấp là Đặng Văn Quang. Theo lời tố cáo của phóng viên hãng truyền hình NBC 1971, thì Quang là tay buôn lậu thuốc phiện lớn nhất nước và là kẻ chèo lái cho Thiệu trong các vụ tham nhũng khác. Quang tuyên bố Việt Cộng đã bắn tên đến Dinh Độc Lập là hoặc phải rút sạch khỏi Tây Nguyên, hoặc là các thành phố này sẽ bị san thành bình địa. Câu chuyện hoàn toàn mang chất tự bào chữa. Đến ngày 15 tháng 3, quyết định của Thiệu rút bỏ Tây Nguyên đã thành hình. Buổi sáng thứ Bảy hôm ấy, Thiệu lên chiếc máy bay DC-6 riêng của Tổng thống và bảo phi công đi thẳng đến vịnh Cam Ranh. Thiệu chọn Cam Ranh cho cuộc so găng với các tư lệnh quân đội, bởi vì các tướng lĩnh sẽ không thể về hùa với nhau để áp đảo Thiệu ở đó được. Căn cứ vốn ít được sử dụng đến và không phải là sân nhà của bất cứ viên tư lệnh quân đội Sài Gòn nào, thì sẽ không có lợi thế sân nhà cho các tướng lĩnh trong phiên họp cãi vã mà Thiệu đoán chắc thế nào cũng xảy ra. Thiệu nghĩ không sai, các tướng lĩnh Sài Gòn đã đón Thiệu gần cái đường bay dài gần 2 dặm trên bãi cát Cam Ranh. Mấy phút sau khi đến nơi, Thiệu đã ra lệnh di tản Pleiku và Công Tùng. Quý vị thấy không? Cái giờ phút cuối cùng mà ông Tổng thống cũng không tin vào các tướng lãnh. Phạm Văn Phú choáng người, viên tư lệnh quân đoàn 2 không thể nào chấp nhận một cuộc rút lui trước khi nhập trận. Phú không đến nỗi bất ngờ trước quyết định đó của Thiệu, vì đã nghe tin đồn từ trước khi Thiệu triệu tập họp. Nhưng Phú cứ làm ra vẻ kinh ngạc. Phú đã hỏi Thiệu có nói đùa không? Làm sao có thể rút lui trước khi xảy ra một cuộc tấn công? Phú nói thậm chí không biết chắc có quân Cộng sản ở xung quanh Buôn Ma Thuột. Tiếp đó Phú trở nên giận dữ,
khi Thiệu một mực nhắc lại những điều về vấn đề rút lui. Phú cãi lại rằng tất cả sẽ sụp đổ nếu rút lui. Nhưng Thiệu khăng khăng một mực giữ vững lập luận, cho rằng bám trụ Tây Nguyên chỉ làm phí sinh mạng. Những người ấy có thể được sử dụng tốt hơn trong việc phòng ngự giải đất duyên hải, vốn có giá trị chiến lược và đông dân hơn. Sau 90 phút, Thiệu nhắc lại lệnh rút bỏ Cao Nguyên. Thiệu giáp mặt Phú và bảo viên tướng mắc bệnh lao phổi này rằng chỉ có hai cách chọn lựa, hoặc là thi hành lệnh, hoặc là bị thay thế và ngồi tù để người khác thi hành lệnh. Thiệu quay gót lên chiếc DC-6 và bay về Sài Gòn, còn Phú thì lấy trực thăng lên sở chỉ huy ở Nha Trang. Thế rồi cái gì đã xảy ra trong cơn sốt lúc bây giờ được che phủ trong màn bí mật và những lời tự bào chữa? Cuộc hành trình đầy nước mắt đã bắt đầu trong đêm Chủ nhật 16 tháng 3 ấy. Các sĩ quan Sài Gòn ra lệnh binh sĩ ủi sập thành phố và đốt cháy càng nhiều càng tốt. Trong khi đó các căn cứ quân sự lại gần như nguyên vẹn. Tại Pleiku và Kông Tum, 62 máy bay có khả năng cất cánh bị bỏ lại. Một đài radar hàng triệu đô la với khả năng theo dõi sự di chuyển trên mặt đất và trên không, cũng như đường bay của tên lửa cũng bị bỏ lại nguyên vẹn. Các phi công trực thăng thấy cơ hội làm ăn đã đến. Đám phi công do Mỹ huấn luyện ấy đã kiếm được một số tiền đáng kể trên cái nỗi lo sợ của đồng bào. Giá một vé từ Pleiku ra bờ biển là 100 đô la đã nhanh chóng tăng lên một lạng vàng. Trong cuộc di tản, thậm chí nó còn lên cao hơn nữa. Nhiều phi công đã kiếm đủ tiền tiêu xài suốt cuộc đời của họ khi đến Hoa Kỳ bằng máy bay của chú Sam sau đó một tháng. Các quân nhân Sài Gòn sớm nhận biết đây không phải là một cuộc rút lui mà là cuộc rút chạy. Một cuộc rút chạy ra khỏi Tây Nguyên là dòng binh lính trà trộn vào dân, hoặc là binh lính kinh hoàng lấy dân trà trộn với mình. Quý vị thấy rằng trong này nói một cái sự thật rất là tồi tệ. Các người lính phi công đó đã lấy tiền của dân chúng để chở bằng máy bay trực thăng đi về Nha Trang. Đến thứ hai, các hãng tin Tây Phương đánh đi những bản tin nói về sự bỏ rơi Tây Nguyên. Và mặc dù chưa ai đoán ra chắc cái lệnh này xuất phát từ đâu, nhưng có bằng chứng rõ ràng là cuộc ra đi của binh lính và dân chúng đang tiến triển. Đến lúc này chính quyền Sài Gòn bị buộc phải nói láo. Như thường lệ, Lê Trung Hiền nhận lấy công việc nói láo cho chính quyền. Trưa ngày Chủ nhật 16 tháng 3, Hiền họp báo trong cái phòng ngạt thở ở tầng trên một ngôi nhà ở đường Tự Do và nói với các nhà báo đang hoang mang trước tin đồn bỏ rơi Pleiku rằng sở chỉ huy quân đoàn 2 vẫn đóng ở Pleiku, chỉ có bộ phận chỉ huy chiến thuật là đang rời về Nha Trang, không có lệnh nào di tản ra khỏi Pleiku cả. Kính thưa tất cả các bạn đồng ngũ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các bạn đã nhìn thấy một cái sự thật chưa? Cái ngày mà Pleiku chúng ta đã bị thất thủ và có lệnh di tản thì ông phát ngôn viên quân sự Lê Trung Hiền đã vẫn tiếp tục lừa dối dư luận và thông báo cho tất cả các báo chí, ký giả không có lệnh di tản ở Pleiku, tức là không có bỏ Pleiku. Chúng ta đã bị lừa dối bằng tất cả mọi thứ mà giờ này chúng ta, tại sao 43 năm này chúng ta không mở mắt ra? Tôi có một cái cơ hội được đọc nhiều sách báo của nước ngoài khi mà tôi học ở trên trường đại học. Trau dồi anh văn, chúng tôi đọc những cái bài báo. Chúng tôi phải tra bằng từ điển. Lúc đó chúng tôi có mang theo quyển từ điển của Nguyễn Văn Khôn để đọc và dịch rất là khó khăn để hiểu được cái chữ đó. Và đây là những cái điều mà người ta đã dịch ra
Và đây là một cái sự thật. Chưa thứ hai, Hiền lại tiếp tục câu chuyện giả dối này. Tại sao Hiền làm như thế? Nói đúng hơn là tại sao cấp trên lại ra lệnh cho Hiền tiếp tục làm như vậy? Thật khó mà biết được. Chỉ biết khi bỏ rơi xong xuôi hai cái thành phố này, Hiền lại trơ mặt ra uốn lưỡi nói với các nhà báo. Không có quyết định bỏ rơi hai thành phố này. Một số đơn vị chúng tôi được lệnh chuyển ra khỏi vùng này chỉ vì lý do chiến thuật. Phóng sự của các ông hoặc viết ra theo trí tưởng tượng hoặc thiếu cơ sở sẽ gây bối rối và kinh hoàng cho dân chúng Tây Nguyên. Hiền nói với các nhà báo như vậy. Khi các hàng trăm nghìn người di tản đã chết thì Hiền lại họp báo. Trưa thứ ba có bớt gay gắt một chút. Và trưa thứ tư 19 tháng 3, Hiền lại họp báo trình bày là cuộc di tản như là lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nhưng vẫn khăng khăng nói rằng quân đội Sài Gòn vẫn còn ở lại phía sau để phòng thủ thành phố. Đây là cách nói, cách nhìn của Sài Gòn. May mắn thay, thế giới không nhìn theo cách ấy. Trong khi cuộc hành trình đó rời khỏi Pleiku, các đơn vị Việt Cộng ở ngay sau lưng nó, trong các đơn vị ấy, cấp chỉ huy và binh lính đều do quân Bắc Việt Nam huấn luyện. Và khi họ đi vào thành phố đang cháy âm ỉ, một bộ đội chiến đấu của họ tiến vào căn cứ không quân với súng ở tư thế sẵn sàng. Họ chiếm giữ cái vành đai rộng lớn quanh căn cứ, không ai đụng chạm đến cái radar trị giá 1 triệu đô la hoặc bất kỳ thứ trang bị nào khác. Các chuyên viên sẽ đến xem xét các thiết bị do Mỹ chế tạo mà lính Sài Gòn đã bỏ lại. Trong lúc này, Việt Cộng chỉ có việc canh giữ chúng tôi. Việt Cộng chỉ có việc canh giữ chúng thôi. Trên thực tế, ở Pleiku cũng như nơi khác, bộ đội Việt Cộng đầu tiên vào thành phố đều không đụng chạm đến bất cứ một cái thứ gì cả. Họ dập tắt sự chống cự nếu có, đi khắp nơi với vũ khí trong tư thế sẵn sàng. Chẳng hề có trộm cắp, thậm chí những cảnh hư đốn của chiến tranh. Thí dụ như đồng hồ trên tay người lính chết đều còn nguyên vẹn. Mấy nghìn linh hồn quyết định ở lại Pleiku không trốn chạy, đã dè dặt trước, bước ra khỏi nhà và cửa hàng những gì mà thành phố còn để lại cho họ. Binh lính và thường dân nhìn nhau một cách thận trọng để tìm xem là thù địch hay thận trọng. Trong hầu hết các trường hợp chỉ có sự tôn trọng của dân chúng, của các binh sĩ Việt Cộng, những người ít được dịp nhìn thấy cuộc sống thành phố của những người miền Nam Việt Nam. Những lá cờ ở Pleiku và các nơi khác đã là vật phá vỡ sự dè dặt giữa người lính chiến thắng và người thường dân. Cờ Việt Cộng xuất hiện khắp nơi trước cửa nhà, cửa hàng, cột cờ và thậm chí trên cây. Việc treo cờ đã làm cho cả người mới đến lẫn người đang ở lại đây cảm thấy có cái gì chung, và cả hai đều thở phào khi họ có cơ hội cùng nhau treo cờ để phá tan sự ngại ngùng lúc ban đầu. Cán bộ tuyên truyền đi theo sau bộ đội, đôi khi chỉ vài phút sau, họ phân tán và giữ an ninh cho Pleiku. Ở nơi nào họ đến, Cộng sản đều thông báo. Đồng bào đừng sợ hãi. Bộ đội giải phóng không làm hại ai cả. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ bảo vệ đồng bào, không còn phải lo sợ sự tàn bạo và đàn áp của chính quyền Sài Gòn. Pleiku đã ở trong tay nhân dân. Đây là một thông cáo đã được loan truyền ở bất cứ nơi nào mà quân Bắc Việt đến trong suốt tháng 3 và tháng 4. Họ đã không hề lùi bước trong suốt 55 ngày cuối cùng của cuộc chiến. Lẽ tất nhiên, bộ đội tuân theo cái chỉ thị đến từng chữ một. Họ là chiến sĩ giỏi, tuân lệnh hoàn toàn, không bao giờ chất vấn tại sao cấp trên lại muốn thế này hoặc thế kia. Một trong những lý do là mọi mệnh lệnh đều được giải thích trước khi ban hành. Trong khi người lính đối thủ của họ trong quân đội Sài Gòn hay quân đội Mỹ bỏ đi nhậu nhẹt, xem phim hay ở hộp đêm, thì binh sĩ của lực lượng vũ trang giải phóng ngồi học tập chính trị dưới hình thức một bài diễn thuyết, một cuộc hội thảo vấn đáp, v.v.
các buổi học tập chính trị tạo ra ý thức hệ cho những người chưa biết, tạo ra động cơ hành động. Mục đích nằm sau những buổi học tập này là làm cho chiến sĩ hiểu không những họ đang làm gì mà tại sao họ phải làm như thế. Nếu có cái gì đó làm cho các tướng lĩnh Mỹ phải thán phục, sắc ly, tiếng lóng để gọi lính cộng sản, thì đấy chính là động cơ làm cho các chiến sĩ chiến đấu. Ông kiếm sầu, tức là ông cái kiếm của ông rất là sầu. Kiếm ở đây thì quý vị rằng người ta hay nói mấy người già là gác kiếm này, ông nói là kiếm ông sầu, tức là ông gác kiếm này. Chúng tôi mới đá ông ra ngoài. Chúng tôi xin đọc lại. Mục đích nằm sau những buổi học tập này là làm cho chiến sĩ hiểu không những họ đang làm gì mà tại sao họ phải làm như thế. Nếu có cái gì đó làm cho các tướng lính Mỹ phải thán phục, sắc ly, tiếng lóng để gọi lính cộng sản, thì đây là chính là động cơ làm cho các chiến sĩ chiến đấu. Cái người dịch sắc ly là không đúng. Người Mỹ gọi Việt Cộng là Charlie. Thì tiếng Charlie đó để ám chỉ là thay vì gọi VC, người ta hiểu là người nói Charlie, đó là hiểu là đó là Việt Cộng. Chúng tôi xin đọc tiếp. Như thế là bộ đội vào chiếm Pleiku cũng như các thành phố khác ở Nam Việt Nam, không những họ biết rằng họ không được lấy chiến lợi phẩm mà còn hiểu vì sao phải làm như thế. Cái gì thuộc về nhân dân là của nhân dân, bởi vì nhà nước là nhân dân. Nó nghe có vẻ kỳ quặc đối với những người lớn lên trong một cái xã hội tư bản phương Tây. Nhưng với tính cách là khuôn mẫu và nền móng của chủ nghĩa Marx Lenin, nó được chiến sĩ Việt Cộng và Bắc Việt Nam hiểu, tin và thi hành từ vùng châu thổ đến vùng phi quân sự trong suốt năm 1975. Ở mỗi địa phương sau khi giải phóng, ít nhất có những lời khiếu nại về việc lấy chiến lợi phẩm hoặc trộm cắp hoàn toàn không có. Rõ ràng đấy là một trong những lý do tại sao không có đơn vị quân cảnh mặc sắc phục nào được gửi vào vùng Sài Gòn. Chỉ có một hay hai đại đội gồm nhân viên tình báo chìm làm việc dưới sắc phục quân cảnh mà thôi. Bộ đội tự họ giữ kỷ luật tốt đến mức nhìn chung quân cảnh được sử dụng tốt hơn trên chiến trường. Và với vai trò chiến đấu hoặc yểm trợ chiến đấu, kỷ luật của người lính, những người noi gương ông Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng lớn trong các thành phố, nói nôm na là trong các vùng vốn theo lối sống phức tạp của phương Tây. Nói tóm lại, Pleiku, tác phong của bộ đội cộng sản, được biết là điển hình. Ở những nơi khác cũng đều tốt như vậy cả. Cá nhân người chiến sĩ có thể nghĩ rằng người Mỹ là loại thú dữ đáng bị bắn khi bị gặp để trả thù những gì mà họ đã gây ra cho gia đình, bạn bè và cho đất nước mình. Nhưng lúc bây giờ mệnh lệnh là phải đối xử đàng hoàng với người Mỹ, và người chiến sĩ đã làm đúng như thế. Không có vấn đề được ngược đãi người Mỹ nào hoặc ngược đãi những người nào trong nhân dân. Thậm chí một vật tầm thường nhất cũng không bị lấy đi, trừ phi có lệnh phải chiếm lấy những thứ vì lợi ích cách mạng. Trong trường hợp như vậy, việc trưng dụng món đồ sẽ được giải thích, mặc dù không nhất thiết, làm cho những người chủ hài lòng. Điều này ít ra cũng là những gì mà người dân đô thị sau này kể lại với những ngày đầu tiên sau chiến thắng. Đó là hết hai chương. Và đây là chương thứ ba thì, và chương thứ tư cũng khá dài, và như chúng tôi đã đoán cũng khoảng chừng 3-4 trang, nhưng mà mất nửa tiếng. Và chúng tôi xin được phép được các bạn có được câu hỏi gì, chúng tôi đọc một vài cái cãi nhau ở trên này. Chúng tôi mặc dù chúng tôi đá một vài người ra rồi. Vâng, thì cảm ơn tất cả các bạn.